quay rồi mà. Vào hết rồi. Biết bao nhiêu hiệu suất. Cái này của cái này là
Ở đây thầy tách ra bốn chức năng là một gì? Thì ta nếu mà tách ra thì ta thực thi thẳng cái hàm gì? Xe luôn, không cần để hàm. Máy nhanh thì khoản gõ là nó đổ ra thôi, nhưng máy này chậm thì khoản tự gõ nó không lốp kịp. Một là lỗi push, là lỗi trên form đúng không? Ừ. Hai lỗi error, là lỗi trên server. Đúng không nhỉ? Đây cái form Revit, khi click vào nút submit thì đẩy thông tin về Revit Action. Và Revit Action thì là gì ạ? Anh xả đến method mặc định Extreme trong Revit Action Support. Thì để bắt lỗi ở đây thì ta có mấy cách. Một là chúng ta sử dụng cái hàm gì? Validate đúng không? Thì ta đã từng làm rồi đúng không ạ? Thấy chưa? Thì ta sử dụng cái cách thứ hai là dùng cái gì nhỉ? Dùng cái vector IML đấy đúng không? Các bạn dùng cách nào được, mà tốt nhất các bạn nên dùng một cách mà nó thống nhất từ đầu cuối. Tức là nó hỗ trợ nhiều cách, nhưng mà lúc cái cách đến cái kia thì nó cũng loạn quá. Các bạn chọn một cách và theo từ đầu cuối thi cũng cách đấy, mà bôi rách cũng cách đấy luôn nhé. Cái file ML thì các bạn đặt cho thầy theo quy tắc như này nhé. Nhất là tên của action này. Đuôi nó là gì nhỉ? Cái sần đúng không? Trong chỗ này các bạn phải khai báo một cái cú pháp thẻ các bạn này. Cái này thì các bạn phải có nhớ một chút. Đây. Các bạn nhớ cái chuỗi này nhá. Cho chuỗi này vào. Nhá. Cái này là khai báo cái các bạn có nhớ phần BTD ở trong IML không? Tức là khai báo cái đóng tay này, tên phải rút này, phải rút đây các bạn này. Ok. Còn BTD là cái để định nghĩa ra ý nghĩa của thẻ, cú pháp của thẻ. Đúng nhỉ?
còn cái chỗ mà cái HTTP kia là cái mà để mình HTTP đây là cái đây là hướng dẫn của cái lưu file DTP này các bạn nhé. Và cái này thì ta không được đổi đâu, để biết chính xác này luôn. Nhưng mà trong cái này nó sẽ kiểm tra cái vấn đề cái well form này. Đúng rồi, vâng, Vedic. Cái này các bạn biết không? Còn mấy cái này tùy theo từng biến người ta để ta biết nó nằm. Phía đây ta dùng cái là ID Divide the string đúng không? ID à. Cái này các bạn có thể là dùng những cái kiểu là đọc lấy dữ liệu trực tiếp ra, đúng không? Cái tay kia là mình bắt buộc phải có đúng không? Đúng luôn à? Tay này là tay cặp từ khóa ta đã học trong slide. Mấy cái giấy tờ được viết ra. Cái nào nhỉ? Cái thẻ giấy tờ được viết ra phía trước của ít tâm. Mấy thẻ bên trang digit hả? Không, mấy vừa đây hả? Mấy này hả? Không. Ta phải phải khai báo cái thẻ chung với cái này các bạn. Không. Mấy này ta phải khai báo chung với cái biến từ tự tái pin đấy. Đúng rồi, tự tái pin đấy. Cái này nó không hỗ trợ generate đấy. Không, không gen luôn. Đó là control kéo vào đúng không? Email đúng không nhỉ? Email nói chung là compile data require gì đấy. Email tuổi. Đúng là ren ren data. Email thì tai có tai email đúng không ạ? Nhỉ. Đây ta bắt hai lỗi đúng không? Lỗi thứ nhất là require, lỗi thứ hai là lỗi gì? Email. Cái thứ hai là kiểu gì ạ? Như là T nhà. Cái T đây có cả cái gì? Param, tham số nhà. Nên phải bằng gì nhỉ? Min. Min, min ta cho tuổi bằng mấy? 1 năm. Mắc bao nhiêu nhỉ? Cho 18. 110 thoải mái. 110. Nhưng mà 110 thì còn gì mà vào đăng ký tiền khoản. Không thấy cho thoải mái. Thì đâu bị ăn quyền rồi. Biết bù bây giờ có một vào đăng ký tiền khoản chơi game đúng không? Rồi cho đâu rồi. Đăng hành tiết sướng. Ở trên Facebook vẫn có và thằng 20 tuổi vào nó vào thay có nhỉ? Có. Cái vào và cái lâu rồi nhưng mình chắc bây giờ cũng tiêu chuẩn. Cái file từ M này đặt theo quy tắc là bằng tên của action này gạch ngang với action ấy thì nó tự nó mét cho mình quy tắc này. Thế nó lỗi bởi vì nó chảy ra mà mình nó đang index đúng không ạ? Ta chưa có đăng index khỏe. Mà cũng chọn nó về cái trang. Chọn cái này. Thì biết chạy thẳng đăng thì đúng không? Bây giờ mình submit rồi đấy. Chứ có label à? Công xe máy bên cạnh nhé.
chưa bắt lỗi được ạ. Đây cái này có thể là sai cái sân tơ. Từ mét đúng không? Từ mét. Hay. Bây giờ. Nhưng cái này ghi dở là ta phải nhớ cái chữ này không ạ? Cái này mình thay thế không cái HTTP rồi mình có thể thay thế bằng cái khác được không ạ? Không, cái này là cái chuẩn. Này chính là cái hay là cái chuẩn cái sử dụng của cái thư viện của Search Nam là cái này. Đấy cái tay bên thứ hai. Bây giờ cái thế đúng không? Nếu là mình bây giờ mình có thay được phiên bản thì mình phải import cái này. Thế các bạn một là bắt lỗi trên VDS ở đây nhé. Viết code Java đúng không? Hai là tạo ra file ML. Nhưng mà quy tắc tạo nó như này. Tức là mỗi action như thế là các bạn tạo ra một file ML. Thì như thế tính ra một hơi dài. Đúng không? 3 action phải báo file ML. Và cái file quy tắc đặt tên nó là trùng với tên của action này. Gạch ngang này, validation. Quy tắc đặt tên. Okay, thế có cách gì để mà mình sử dụng cho tất cả cái file mình viết ra một file chung để bắt nhưng mà thực ra viết chung khó thì sao thì cái này ấy, cả trường này gần như là khác nhau kiểu nó không được không này không cái là đúng dài đúng không cái này là thủ công tức là framework nó chỉ hỗ trợ là cái cắn kiểu dữ liệu đây thôi tức là cả cái inspector nó bóc tách cái file ML cho mình. Nhưng nếu cùng từng này bắt lỗi mà ta viết trong hàm valid thì còn ngắn hơn không? Hàm valid thì chắc cũng thế. Anh nói với mình hàm valid thì mình cũng vẫn gọi cái text box. Đúng rồi. Vẫn ghét cái parameter. Đúng không? Đấy, tùy theo cách thì nó đơn giản hơn. Thì nó đơn giản hơn thì không cần phải nhớ cái kia. Không nhớ cái import cái con HTTP con. Đây là đang submit ở phía lần đúng không ạ? Bây giờ mình cũng submit về một trang nào đấy không? Submit về cái register. Không. 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 Không thấy. Nó về như là tơ về cái quay chứ. Có thì qua thông báo lên nhỉ. Đó. Không thì qua thôi. Không. Đó thì nhập về thì cho mày đủ điều kiện rồi mà. Nhập đúng hết rồi mà nhỉ. Nhập cũng đủ điều kiện. Hết rồi đúng không? Đấy, chưa đi qua. Bắt lỗi từ thế này đúng không? Ở đây ta thay đổi cái từ deploy cho mình luôn rồi. Không bị nghĩa được. Thiếu một cái thẻ. Nhưng còn có phải implement nữa. Tú phải cài cái chất 2 phải họp cái phiên bản nhá. Thì không có lỗi.
nếu mà chú cài mà khác phiên bản 1.3 hay 1.4 mà khác nhau đấy, chú cài và lỗi này được cất anh bị mấy lần anh cài cái chú một cái máy ở nhà anh cài cài như cài lại mãi sao đúng phiên bản luôn khác phiên bản ta là bị toàn bão thế thôi. Đấy, mình đi quét. Cái này không bị quét được hả? Có thông báo ra được cái nhỉ? Đi quay được stream đúng rồi. Cái chỗ mà S kia thì mình PO validator đấy mình khai báo phải tách ra thôi. Cái mà cái trường S ấy, name bằng S. Để mình tách cái kiểu là bắt cái nhập và đuổi. Rồi rồi, cái đấy mình bỏ thử bỏ ra cái đấy. Email đấy mình còn phải bắt thêm cái gì nữa. À, email mình không cần về đấy gì. Email. Email. Thì sao không đi cắt? Hay là action của nó không được về. Báo lỗi tiếp. Thế các bạn khai báo cả cái set trùng với
chuẩn với trang cái form bên này nhé, cái này của nó nhé, cây dẫn bây giờ mình không, bây giờ mình viết say mail bây giờ nó bắt luôn rồi sao không rồi người ta đấy là nó bắt để trống đúng không, người ta bắt email thì chỗ này ta phải đặt gì nhỉ, file nó bằng email, file là email dài cũng chưa biết đâu là rồi nhưng mà mình bắn đi tôi cây giống để ta trả lại nhá, bỏ cọc đi thì mail không hợp lệ cũng bỏ đi, cái này nó xây dựng sẵn nhỉ, cái tai này nó có thêm một cái button của cái matcher tuổi ông tuổi nào nhỉ? À tuổi chưa bắt đúng không? Tuổi chưa bắt. Tuổi mới bắt là bắt tuổi nhập đúng không nhỉ? Đi là T. À, gì nhỉ? Param đúng không ạ? Param. Param của nó thì có 2 tham số đúng không nhỉ? Nên chính là cái thiêu này. Min và max đúng không? Min. À đúng, tham số tiền nó. Rồi. Bây giờ mình cho chỗ này mình muốn nêm bằng min include với lại min include có được không ạ? Thì đọc bổ thì được. Đọc bổ, cái lớn hợp là ai? Nếu mà lớn hơn, từ 1 đến 2 thì hả? Chưa chưa, integer không thể ép và kiểu trinh nghĩa là mình phải ép cái text box kia trước, mình khai báo cái get set hay sao, trong get set mình khai báo của trinh, get set của mình như để string đúng không, đấy bắt đúng kiểu nhá. Đầu tiên nó bắt để trống đúng không? Nếu mà nhập thì để trống thì nó sẽ để là ông mặc định là không chẳng nhỉ? Email chưa nhập đúng không? Nhập vào cái thì nó báo là invalid. Được rồi. Được rồi đúng không ạ? Chuẩn men submit bởi vì chút tuổi mình để nó từ 1 đến 100 thì vẫn nó vẫn để đấy submit 3 tuổi này sống lâu quá như đây có vài cái lưu ý các bạn nhé, thứ nhất là trong file structure ta có khai báo input cho nó này. Thứ hai nữa là tên file flow ấy thì phải bằng cái tên của action form, action support gạch ngang validation từ khóa. Okay. Ok. Thứ ba nữa là bắt buộc phải khai báo gì ạ? Đúng như cho tay này các bạn nhé. Và khai báo cả field, mỗi field tương đương với một lần bắt lỗi. Nhá. Nên bằng là trùng với tên field này, biến của gì ạ? Tên của cái ô gì? Nên bằng tại field. Hai này cùng nhau. Tai thì tương đương với các kiểu dữ liệu nhỉ? Có một số kiểu đặc biệt ta có thể dùng như là email hoặc kiểu số. Cho nên đủ ăn rồi, đủ dùng đây. Cái trong đường này nó bắt hai lần AG đúng không? Một là bắt buộc phải nhập, hai là gì? Nhập nhưng mà phải nằm từ 1 đến 100.
Ở chỗ nào nhỉ? Bỏ này đi thì đây à? Tức là dùng chung một cái fill luôn nhỉ? Cái này à? Ta thử xem được nhá. Chắc bắt được chẳng sao. Được. Vì nó cũng trong một fill mà. Cùng một bố mẹ. Được rồi đúng không? Được. Mỗi bộ fill một valid là một lần bắt đúng không? Đấy thì các bạn. Đấy ta thử lại đi.